chương thứ tư. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô Đanh về thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy Ngài không ăn chi hết. Kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp Có chép rằng Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi ma quỷ đem ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng: "Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy, nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng, Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi vì có chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi. Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng? Đức Chúa Giêsu đáp, có phán rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ ngài rồi, bèn tạm lìa ngài. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galile và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày sa bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Esai cho Ngài. Ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng, Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hại hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng, hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra và nói rằng, Có phải con Joseph chăng? Ngài phán rằng, Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ này mà nói cùng ta rằng, Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình. Mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Cabenaum thì cũng hãy làm tại đây là quê hương ngươi. Ngài lại phán, quả thật ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Eli, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém. Trong dân Israel có nhiều đàn bà quá. Dù vậy, Eli chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà quá ở Sarepta xứ Sidon. Trong đời đấng tiên tri Elise, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắt tật phung Xong không có ai lành sạch được, chỉ Naaman, người xứ Syri mà thôi. Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo ngài ra ngoài thành, đưa ngài lên chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng ngài xuống. Xong ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi. Ngài xuống thành Cabenaum, thuộc xứ Galilee, dạy dỗ trong ngày Sa-bát mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của ngài, vì ngài dùng quyền phép mà phán. Và trong nhà hội có một người bị tà ma ám, các tiếng kêu lớn lên rằng, hỡi Giêsu Nazareth, chúng tôi với ngài có sự gì chăng? ngài đến để diệt chúng tôi sao? tôi biết ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa trời. Song Đức Chúa Giê-xu quở nặng nó mà rằng, hãy nín đi và ra khỏi người này. Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi không làm hại chi đến người. Mọi người đều sững sờ nói cùng nhau rằng, ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma và chúng nó liền ra. Vậy, danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh. Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà hội, vào nhà Simon. Bà Gia Simon đang đau rét nặng lắm. Người ta xin Ngài chữa cho. Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét rét liền lìa khỏi. tức thì người trời dậy hầu việc. khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng ngài. ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu lên rằng, ngài là đấng Christ con Đức Chúa trời. nhưng ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết ngài là đấng Christ. vừa rạng ngài, ngài ra đi đến nơi vắng vẻ. Một đoàn dân đông kéo đi tìm ngài. Họ theo kịp, giữ ngài ở lại không muốn để ngài đi. Nhưng ngài phán cùng họ rằng: "Ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến." Vậy, ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilee.